Tập phản xạ Unit 9, mình sẽ đọc câu tiếng Việt và các bạn phản xạ lại bằng câu tiếng Anh. Bạn nên nói chuyện với quản lý của bạn. You ought to talk to your manager. Tôi sẽ không thể hoàn thành báo cáo đúng giờ. Tôi phải nói với sếp của tôi là sẽ bị trễ. I won't finish my report on time. I must tell my boss it will be late. Bạn phải dừng việc mang công việc về nhà mỗi ngày đi. You must stop taking work home every day. You must stop taking work home every Hãy day. Hỏi thêm ý kiến của người khác. Let's ask the others for their opinions. Sao chúng ta không làm việc ở nhà vào thứ sáu nhỉ? What about working from home on Fridays? What about working from home on Fridays? Sao chúng ta không sắp xếp lại đống tài liệu này nhỉ? Why don't we file this document? Tôi không thể tự làm công việc này một mình, tôi nên giao việc cho team của mình. I can't do all this work myself. I should delegate it to my team. Chúng ta nên giữ cho cuộc họp ngắn gọn thôi. We should keep the meeting short. Thế nào nếu chúng ta thuê một chuyên viên tư vấn phần mềm? How about hiring software consultant? Thế nào nếu chúng ta đưa video lên online? How about putting the video online? Bạn nên chia việc nhiều hơn cho team của bạn. You should delegate more work to your team. Hãy làm quảng cáo nhiều hơn trên các kênh truyền thông. Let's do more promotion on social media. Sao chúng ta không ra ngoài đi bộ tí nhỉ? Why don't we go a walk outside? Thế nào nếu ta đổi thời gian để nhiều người có thể đến hơn? How about changing the time so that more people are able to come? Chúng ta nên sử dụng phòng họp dự phòng. We should use the spare meeting room. Thế nào nếu chúng ta xây dựng trang web mới? How about building a new website? Bạn nên nghỉ ngơi đi nếu mà bạn cảm thấy mệt. You ought to take a break if you are really tired. Máy in hỏng rồi, chúng ta nên gọi kỹ sư tới. The printer is broken. We should call an engineer. Hãy cùng thảo luận về các phản hồi tiêu cực từ những người không đồng ý với kế hoạch của chúng ta. Let's discuss about negative feedback from people who disagree with our plan. Sao chúng ta không sắp xếp nó lại? Why don't we rearrange it? Sao chúng ta không làm cái dễ hơn? What about doing the easier one? Hãy dùng lại hệ thống cũ, cái mới này không quen và chậm quá. Let's use our old system again. This new one is so unfamiliar and slow. Thế nào nếu dùng phần mềm mới? How about trying new software? Sao chúng ta không ghi chú lại nhỉ để khỏi hiểu nhầm? Why don't we take notes so that we don't misunderstand? Sao chúng ta không thuê thêm nhân viên? What about hiring more staff? Chúng ta nên thiết kế lại bao bì sản phẩm. We should redesign product packaging.
We should redesign product packaging. Bạn nên xin khách hàng thêm thời gian. You should ask the clients for more time. Internet lại bị mất, chúng ta nên reset lại bộ định tuyến. The internet is down again. We should reset the router. Tôi chưa rời khỏi bàn làm việc 5 tiếng đồng hồ rồi, tôi nên đi ra ngoài đi bộ một chút. I haven't left my desk for 5 hours. I must go outside for work right now. Sao chúng ta không mua thiết bị tốt hơn nhỉ? Why don't we buy better equipment? Anh ấy nên nghỉ việc đi nếu anh ghét nó. He ought to quit his job if he hates it. Sao chúng ta không đào tạo nhân viên mới nhỉ? Why don't we train new employees? Sao chúng ta không nhờ Paul giúp nhỉ? Why don't we ask Paul to help us? Sao chúng ta không nghỉ ngơi tí nhỉ? Why don't we take a break? Chúc các bạn làm bài tập thật tốt.